Tòa sai ở chỗ nào? Tòa sai rồi. Mình là dân tộc Mông, trước kia gọi là người Mèo. Mà tòa lại gọi mình là bị cáo là sai. Tòa phải gọi mình là bị Mèo mới đúng chứ. Lục của em chứ giấy. Tòa giải thích cho bị cáo biết. Gọi bị cáo là gọi người bị viện kiểm sát cáo buộc về hành vi phạm tội, chứ không phải là gọi theo dân tộc. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa, rõ rồi ạ. Tại phiên tòa này, có luật sư Bình là người bào chữa cho bị cáo. Thưa, có phải trả tiền hoặc lợi cho luật sư không ạ? Nếu phải trả thì thôi, tôi không nhờ đâu ạ. Lục của em chứ giấy. Vì các bị cáo là người chưa thành niên, nên bắt buộc phải có luật sư bào chữa. Luật sư Bình là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, nhận bào chữa miễn phí, không lấy tiền hoặc lấy lợn của bị cáo. Nếu không mất tiền hoặc lợn thì tôi nhờ ạ. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án và các quyết định của tòa án. Tôi không đồng ý ạ. Vì sao bị cáo không đồng ý? Tôi không đồng ý vì viện bảo tôi hiếp dâm là sai. Khi tôi lấy Thủy về làm vợ thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ. Sao lại bảo là hiếp dâm? Chồng của em chứ giấy. Tòa giải thích cho bị cáo rõ. Hiếp dâm theo quy định của pháp luật là việc thực hiện hành vi giao cấu, là việc làm chuyện vợ chồng mà người phụ nữ không đồng ý, là làm trái với ý muốn của người phụ nữ. Như vậy là hiếp dâm. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa, rõ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Thưa, bị cáo nghe lời bố mẹ bắt Thủy về làm vợ, nhưng nó không chịu nên bị cáo phải làm cho nó có con để nó phải theo bị cáo về nhà. Vì vậy tôi đã rủ Tở và Bao bắt nó. Tôi cùng Tở và Bao dình nó bên bờ suối để bắt nó về làm vợ ạ. Nếu định bắt chị Thủy về làm vợ, tại sao bị cáo lại thực hiện hành vi giao cấu khi mà chị Thủy không đồng ý? Tôi cũng không muốn như thế đâu. Khi thấy Thủy và mấy đứa con gái tắm, nó đẹp quá, tôi không chịu được nữa, nên mới làm chồng nó luôn. Nếu muốn làm chồng chị Thủy, tại sao bị cáo lại còn cho bị cáo Tở cùng làm? Thưa, chúng nó cũng muốn như mình mà, mình cũng muốn trả công cho chúng. Lục của em chứ giấy. Biết làm như thế là phạm tội không? Thưa, mình biết là sai. Vì Thủy không thích mình mà mình lại làm, nhưng mình không biết thế là phạm tội. Tại sao bị cáo cho rằng thế là sai mà lại không phạm tội? Thưa, mình nghĩ giết người mới là phạm tội, còn mình làm ra người thì sao lại phạm tội ạ? Lục của em chứ giấy.